Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà cái món chè chuối khoai mì nha. Đây thì mình có một nải chuối nhỏ ha, một củ khoai mì nhỏ nha, rồi bột bán, bột khoai ha. Cái trước tiên thì bây giờ để mình ngâm bột bán trước ha. Và bột bán thì trước nữa mình sẽ nấu tiếp cái này cho nó mềm. Bộ bán nó ngoài nó ngon, ăn nó dai dai. Mình để ra nha, ngâm cho chút xíu cho nó mềm mình mới bỏ vô mình nấu trước. Còn bột bột bán á thì một chút nữa cả nhà, khi nào mà mình cái bột khoai của mình nó mềm á thì mình bắt đầu mình thả, mình mới rửa bột bán mình bỏ vô. Bột bán này nó, nếu mà ngâm trước chúng nó tan hết trơn nè. Bây giờ rồi trước hết thì khoai mì nha. Khoai mì bên đây thì nó dày nè cả nhà, ngoài nó bọc một lớp sáp, là mình lựa cái củ này nó nhỏ nó vừa nấu, cái củ bự quá nấu ăn không hết ha. Giờ trước tiên thì mình cho vô đây một miếng muối, ăn cái này chuối một miếng muối nha. Bởi vì mình chắc cút cút á, mình lọt cái vỏ mình ngâm. Thường thì mình lấy cái dao bào mình bào không cả nhà. Cái mì bên đây cái vỏ nó cứng lắm đó, không có như cái bên Việt Nam mình rạch đường cái mình lột ra được ha. Con này không có. Cái mì thì mình có thể chẻ ra cái miếng mình thích lớn nhỏ nha cả nhà. Cái sơn nó dính sát trong đây à, lấy không được. Cái lớp sáp ở ngoài nó làm cho cái củ mì theo như mình nghĩ thôi chứ mình cũng không biết, mà tại mình thấy chợ Mỹ hay chợ Mãi đều hay là chợ Việt Nam đều bán đều có vậy hết cả nhà. Giữ cho tươi là mà, thứ nhất là chắc giữ cho nó tươi, thứ hai nó không ít và chỉ đen hay sao mình cũng không biết nữa. Khoai mì thì ăn không lâu quá không ăn thì cũng thèm cả nhà, nhưng mà ăn nhiều nó cũng không tốt. Mình gọt cho nó xong nó cũng mềm nha. Rồi bây giờ tới chuối nha cả nhà, để mình lọc chuối nha. Chuối này thì mình có thể chẻ đôi theo chiều dài hoặc là chiều dọc hay chiều xéo gì tùy theo mình nha cả nhà. Mình thì mình chưa thích chẻ như vậy này, để mình ngâm. Chuối này nó hơi nhỏ trái, vừa chín tới, chú này vừa chín tới. Rồi mình cũng có chuẩn bị sẵn 300g đường cả nhà. Tại đây chuối nó hơi ngọt rồi ha, mình không có cần phải lấy đường nhiều. Thường thường nấu chè thì thường thường mình sử dụng 400g, nhưng mà để chuối nên mình sử dụng có 300g đường thôi. Với lại một lon nước cốt dừa mình khui sẵn rồi đó. Chuối tươi quá anh ha. Cũng hên xui cả nhà, có nhiều khi mình mua nãy chuối về nó cũng không chín nữa. Gặp chuối non hay sao? Không biết, nó không chín. Hoặc là nó chín thì trong cái nó bị sượng á, nó không ngon. Mà chuối này ngon nghe không? Chín mùi cái nào nó nấu bánh tét chuối ăn cũng ngon ha anh ha.
bỏ miếng muối vô đây rồi nè, mình cho chuối của mình đó, nó không có bị đen nha. Mùa này mùa hè nên trái cây cái gì nó cũng ngon, cũng ngọt hết đó cả nhà. Bây giờ mình cứ tiếp tục vậy, mình lột hết nãy chuối ha. Để rồi xong rồi mình qua bên đó mình bắt cái nồi nước kia lên cho nó sôi, nó nóng lên á. Đặng mình bỏ bột khoai vô mình nấu trước ha. Chuối mình lột xong rồi mình cắt xong mình để ngâm nè cả nhà. Còn bây giờ cái nồi nước mình bắt cái dừa sôi nè. Bắt đầu nha, mình bỏ bột bán vô nha. Bột khoai chứ, bột cộng dài là bột khoai chứ. Bột bán mình bỏ sau nha. Đó, bây giờ mình nấu cho nó mềm nha cả nhà. Nãy mình đổ vô đây làm tô nước á. Mình nấu cho nó mềm rồi mình làm tiếp theo ha. Nè, chờ chút xíu nha. Mấy cầm bột khoai này ra mà nó vừa mềm, bột khoai nó mềm rồi cả nhà. Mình bỏ củ mì vô nha. Mình nấu đừng cho củ mì nó mềm á, rồi bắt đầu mình mới bỏ bột bán vô ha. Rửa bán bỏ vô nha. Giờ mình để coi củ mì nó mềm. Bây giờ chờ củ mì nó mềm mềm nữa ha. Khoai mì của mình nó cũng mềm nè, vừa mềm mà cả nhà. Mình bỏ bột bán vô, mình rửa sạch sẽ ra nè. Giờ mình bỏ vô nha. Để mình quậy lên xong cái mình bỏ cái chuối vô luôn ha. Cái này nấu chút xíu là nó nở rồi cả nhà. Mình muốn bỏ chuối vô trước sớm chút xíu để cho chuối nó thấm vô. Chút nó thấm vô nước cốt dừa rồi cả nhà, nó mềm nữa. Ăn nó ngon. Cái này cái dạng mình nấu là chè chuối bột mì củ mì chứ không phải là chè chuối hấp nước cốt dừa là khác đó nha cả nhà. Người ta chỉ cần cái trái chuối hấp chín lên là nước cốt dừa nấu riêng ra là rưới lên nữa. Cái món chè đó nó cũng ngon lắm. Chuối ngon hanh, trắng kìa hanh ha. Nó tươi nè. Nhiều khi mua nãy chuối về cả nhà, nó đen thùi. Thấy buồn dễ sợ luôn. Bây giờ mình nấu nha cả nhà, nấu cho cái bột bán của mình nó nở ra. Rồi cái chuối mình nó vừa mềm, bắt đầu mình bỏ đường, bỏ nước cốt dừa vô nha. Rồi bây giờ nha, mình bỏ đường vô nha cả nhà. Mình nấu chút xíu lên cho nó tan đường. Quậy cho nó tan đường rồi mình chế nước cốt dừa vô nha. Mình thích mua bột bán bột khoai nó có nhiều màu cả nhà. Bỏ vô cái nồi chè của mình nó nhiều màu sắc, nó đẹp. Chuối giờ nó cũng nở nè, anh thấy không? Chuối nó thấm á. Rồi mình chế nó kia lại nha. Đây mình xài nước dừa lon không cả nhà. Nó cũng nhiều loại nhưng mà mình thích xài cái loại màu xanh này nè. Ngoài kia nó không có đậm đặc bằng. Bây giờ mình chờ cho cái nồi nước cốt của mình nó sôi lên nha. Rồi cái chè chuối củ mì của mình nó chín rồi nha cả nhà.
Rồi bây giờ là chè chuối của mì của mình đã xong rồi nha cả nhà. Để mình tắt lửa. Cái phần bột vani thì chuối thì nó đã thơm rồi nha. Mình có thể bỏ cũng được, không bỏ cũng không xong ha, không sao ha. Mà mình khi mình bỏ là mình tắt lửa rồi mình bỏ nha cả nhà. Mình múc ra nha. Cái tô này cả nhà thấy đẹp không? Đẹp. Cái tô này là mà ở hãng kẹo của mình á, kỷ niệm 100 năm thành lập á. Nó tặng cả nhà. Vậy để dành ăn phở. Phở không được đâu ăn, nó nhỏ quá. Cái này em sợ nó. Nhưng nó nóng quá nó chịu nổi không thôi. Đựng vô cái tô này đẹp anh ha. Ừ, nấu. Nó không nấu nó nóng nhưng mà ý em nói là cái tô này đựng vô nó đẹp, nó đủ màu sắc, cái màu trắng nó nổi lên nữa nè. Vậy mới thấy anh ha, nó màu trắng nó thấy rõ, chuối của mì rồi mình thấy rõ. Bột bán bột khoai nó có màu nữa, ra nó nổi màu dễ sợ luôn, anh thấy không? Xong cái bắt qua bên cái bếp này nó nóng quá. Rồi. Ngon quá. Vậy là hãng nó cũng biết em làm chè chuối là cooking show. Nó cho phép ô để nó làm show. Đẹp ha. Đó, để em bắt cái hộp lên bên nó sôi quá. Chè chuối của mì thì mình hay bỏ đậu phộng nha cả nhà, bỏ thêm vô cầu vồng cho nó ngon nha cả nhà. Thấy như sao cả nhà? Ngon, vừa thơm nè vừa ngon nè, mà nước chút nữa mình nếm chắc ngọt lắm luôn á. Rồi bây giờ cái món chè chuối của mì của Vivan Nguyễn TV đó hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Vivan Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều. Thân ái và chào tạm biệt.